PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên. Kết quả PAPI năm 2023 của Thái Nguyên đạt tổng điểm 45,78, nằm trong 15 địa phương thuộc nhóm cao nhất, đứng thứ hai cả nước sau Thừa Thiên Huế. Đây là sự bứt phá mạnh mẽ khi tăng 2,77 điểm so với năm 2022 và 7 trên 8 chỉ số nội dung đều được cải thiện. Qua quan sát của tôi thì trong mấy năm vừa rồi Thái Nguyên chính quyền làm khá là tích cực. Tôi nghĩ đấy là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái sự chuyển biến trong nhận thức của cái đội ngũ lãnh đạo quản lý ở các cấp của Thái Nguyên. Để mà từ đấy mình xem là ý kiến người dân người ta phản ánh về những cái hoạt động của mình như nào để mình rút kinh nghiệm, mình cải thiện những cái điều mà dân chưa hài lòng. Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2023 cụ thể như sau. 1. Chục nội dung tham gia của người dân cấp cơ sở đạt 5,9 điểm, tăng 0,52 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 2. Chục nội dung công khai minh bạch trong việc ra quyết định đạt 5,84 điểm, tăng 0,35 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 3. Chục nội dung trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,35 điểm, giảm 0,06 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm trung bình cao. 4. Chục nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,2 điểm, tăng 0,65 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 5. Chục nội dung thủ tục hành chính công đạt 7,44 điểm, tăng 1,24 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 6. Chục nội dung cung ứng dịch vụ công đạt 8 điểm, tăng 0,39 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 7. Chục nội dung quản trị môi trường đạt 3,34 điểm, tăng 0,3 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm trung bình thấp. 8. Chục nội dung quản trị điện tử đạt 3,68 điểm, tăng 0,37 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2023 được công bố, cho thấy những bứt phá vượt bậc của tỉnh Thái Nguyên khi vươn lên vị trí thứ hai cả nước. Đáng chú ý là chúng ta có tới 6 trên 8 chỉ số nội dung thành phần được xếp vào nhóm cao nhất. Trong đó, chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đứng đầu trong 63 tỉnh thành phố. Điều này cho thấy mục tiêu người dân là trung tâm, là động lực phát triển đã và đang được hệ thống chính quyền các cấp của tỉnh từng bước hiện thực bằng những kết quả rất rõ ràng. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có sự bứt phá mạnh mẽ, tạo diện mạo mới, sức sống mới cho các vùng quê. Đặc biệt với sự tham gia tích cực của người dân, nhiều nội dung tưởng như rất khó thực hiện đã được giải quyết một cách nhanh gọn. Điển hình như việc hiến đất, làm đường giao thông, đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Họp hành nghĩa là dân ngồi một nửa ngoài người nửa trong. Nhưng mà sau khi như vậy là được cái hỗ trợ của trên và như vậy là xóm họp hành quán triệt tới nhân dân để như vậy nhân dân đồng lòng đóng tiền rồi thì cử người giám sát cùng tôi để thực hiện thì bây giờ cái nhà văn hóa đã hoàn thành và đến bây giờ các ông chí thấy là cái sinh hoạt của bà con rất là khang trang. Gia đình tôi là cũng nhất trí là tháo gỡ cả nhà ra để hiến đất cho địa phương để làm đường cho nó đủ 6 mét, cũng xáo trộn gia đình một tí và cũng vất vả thêm nhưng chúng tôi cũng rất là phấn khởi là được cái đường rộng rãi. Nhờ sự đồng thuận tham gia của người dân nên trong năm 2023, Thái Nguyên đã có thêm hai huyện Đại Từ và Định Hóa cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Kết quả này là minh chứng cho thấy chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng mà Thái Nguyên đặc biệt chú trọng thực hiện đã có sức lan tỏa. Trong những năm gần đây, Thái Nguyên có những bước phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, hàng loạt các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông được triển khai. Để thực hiện được điều này, vấn đề công khai minh bạch trong việc thực hiện các chủ trương chính sách, các quyết định của cấp có thẩm quyền giữ vai trò then chốt. Đặc biệt, trong những lĩnh vực nhạy cảm như đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay cấp giấy phép xây dựng. Trên địa bàn phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, hiện đã có hàng chục dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lớn nhỏ đang triển khai với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Điều mà người dân đồng thuận, ủng hộ, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng khi các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù đất bị thu hồi được công khai, minh bạch. Các quy trình thì các phương án đền bù thì tất cả đều được minh bạch, được niêm yết tại nhà văn hóa. Công khai minh bạch trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng qua trung tâm điều hành thông minh, qua cổng thông tin điện tử của thành phố Phổ Yên và tất cả các thông tin xã phường. Trong đó các nhóm các quyết định về thủ tục hành chính, quyết định hành chính liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải triển khai trực tiếp
đến những người dân, những đối tượng trực tiếp thực hiện đối tượng điều chỉnh. Quyết định của cấp chính quyền có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn tới đời sống kinh tế xã hội nói chung và từng người dân nói riêng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, các cấp ngành của tỉnh Thái Nguyên đã rất nỗ lực để cung cấp thông tin của chính quyền cũng như thông tin về các chính sách xã hội đến với người dân một cách đầy đủ nhất, kịp thời nhất, đồng thời nắm bắt và có những điều chỉnh cho phù hợp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong những giải pháp đã và đang được các cấp, các ngành của tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, tổ chức tốt hơn. Tất cả các cán bộ đều là vui vẻ, đều là nhiệt tình. Khi công việc thì làm cũng nhanh nhẹn. Bây giờ nó khác xưa rồi, nó tiên tiến rồi, nó ngày xưa. Những ngày xưa thì phải đi tìm nó khó lắm, nhưng bây giờ đến giấc là cán bộ đến đây trực hết rồi. Dần đến là nói chung là nó xuyên xẻ, dễ. Đây là những ý kiến của công dân dành cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Sự tận tình, trách nhiệm và chuyên nghiệp của đội ngũ này đã tạo ấn tượng tốt đẹp của công dân dành cho bộ máy chính quyền. Bản thân chúng tôi cũng phải luôn luôn trau dồi thêm cho bản thân mình cái kinh nghiệm cũng như là những cái áp dụng về kỹ thuật công nghệ để ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng được nhu cầu của công dân. Còn đối với các doanh nghiệp mới thành lập, mọi việc đều bỡ ngỡ khó khăn. Tuy nhiên, với vai trò là bà đỡ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023. Mỗi lần doanh nghiệp mà chưa rõ thủ tục thì liên hệ đến cái số hotline ở trên cổ phần đăng ký kinh doanh ấy, là số máy bàn ấy, thì đều có người trực và hướng dẫn rất là chi tiết. Rút ngắn cái thời gian thực hiện đăng ký kinh doanh từ 3 ngày xuống 2 ngày và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng từ 35 ngày xuống 25 ngày, cũng như là cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng nhận đầu tư cho các cái doanh nghiệp từ 15 ngày xuống 10 ngày. Con người luôn là yếu tố then chốt quyết định mọi công việc. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng cũng như tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức thực thi công vụ sẽ đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Chỉ số PAPI 2023 của Thái Nguyên có 7 trên 8 nội dung được cải thiện là một kết quả hết sức đáng mừng. Tuy nhiên, một số nội dung mặc dù có cải thiện nhưng vẫn ở mức trung bình, như nội dung trách nhiệm giải trình với người dân và quản trị môi trường. Ngoài ra, các nội dung khác cũng tiếp tục cần các cấp các ngành của tỉnh Thái Nguyên quan tâm trong những năm tới. Tôi nghĩ những tỉnh nằm trong top đầu cả nước đã nỗ lực rất nhiều để hạn chế tham nhũng trong khu vực công. Đây là yếu tố rất quan trọng để người dân có niềm tin vào chính quyền và cũng là để doanh nghiệp quyết định đầu tư vào địa phương đó. Và những tỉnh như Thái Nguyên đã làm rất tốt điều đó. Về định hướng trong năm tiếp theo và những năm tới, một trong những vấn đề mà hầu hết các tỉnh thành, trong đó có Thái Nguyên, cần phải quan tâm hơn, đó là nâng cao tính minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, đặc biệt là trong sử dụng đất, ngân sách địa phương, và cố gắng làm sao để việc hỗ trợ giảm nghèo có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Và tôi mong những yếu tố này sẽ được cải thiện hơn nữa trong tương lai. Dữ liệu từ chỉ số PAPI phục vụ cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách rất phong phú. Dựa trên những dữ liệu này, chúng tôi mong rằng tất cả các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi cởi mở với các bên liên quan và có những hành động cụ thể để cải thiện sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Những phân tích đánh giá từ chỉ số PAPI trên đây đã minh chứng cho việc cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã, đang và sẽ nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.